vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Ngọc Hương xin chúc quý vị khán giả đón một năm mới an khang, thịnh vượng, lộc tài quanh năm. Anh Nhân ơi, riêng anh á, thì Ngọc Hương xin chúc anh có nhiều sáng tạo để cho ra đời nhiều món ăn mới nè, để mang đến cho mọi gia đình những bữa cơm đầm ấm và vui vẻ. Và Nhân cũng xin chúc cho chương trình ngày càng được có nhiều món ăn ngon mới lạ để phục vụ cho quý vị khán giả. Mà anh Nhân ơi, Tết á, thì nhà em á, dự trữ rất là nhiều thực phẩm, nhưng mà để làm những món ăn mà thay đổi khẩu vị á, thì hơi khó đó nha. Đúng rồi, em có bông cải chưa? Bông cải hả? Bông xanh, bông trắng, bông cải rất là tốt cho sức khỏe. Mà đặc biệt á, là trữ được trong tủ lạnh rất là lâu, nên nhà em năm nào cũng mua hết á. Còn tôm? Tôm hả? Chẳng những có tôm mà có tôm viên nữa đó, tôm sú, tôm viên luôn. Rồi, anh sẽ kết hợp giữa tôm và bông cải để làm ra một món ăn liên quan đến tôm và bông cải, đó là món tôm xào bông cải. Nguyên liệu để thực hiện món tôm xào bông cải gồm có tôm sú 250g, bông cải xanh 100g, bông cải trắng 100g, hành lá, ngò rí, ớt, hành tây, nước dừa, cà rốt, tôm viên, hành tím, tỏi băm, hạt điều và gồm các gia vị như bột năng, dầu ăn, tiêu, đường, nước tương lisa và hạt nêm Asiagon. Anh Nhân ơi, công nhận á là nguyên liệu rất là đơn giản, có sẵn ở trong nhà luôn. Mà nếu mà tôm em không có sử dụng tôm tươi như anh giới thiệu á, mà tôm em bỏ vô trong tủ lạnh thì như thế nào hả anh? Nếu mà tôm em bỏ vào trong tủ lạnh thì em chỉ cần xả đông ra một tí thôi, và sau đó em sẽ bắt đầu em lột thì nó sẽ dễ hơn. Còn nếu mà tôm tươi á thì em mua về nè, rồi sau đó em sẽ bắt đầu em bỏ vào trong tủ lạnh một tí, rồi chút xíu nữa em mới lột ra thì nó sẽ dễ hơn. Hay quá. Thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ ngâm tôm trong nước đá khoảng 10 đến 15 phút hoặc bỏ vào trong ngăn đá của tủ lạnh. Như vậy thì khi lột vỏ sẽ rất dễ dàng. Anh Nhân ơi, em lột tôm giùm cho anh ha. Rồi, trong thời gian này thì anh sẽ cắt cái phần hành tây. Dạ. Đầu hành lá thì mình đập giặt ha anh. Để lát nữa em ướp tôm á. Dạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp cái phần tôm này. Dạ. Đầu tiên thì em sẽ cho cái phần đầu hành vào trước. Dạ. Rồi, sau đó em cho tiếp vào trong này một muỗng hạt nêm Asiagon, khoảng 1/3 muỗng tiêu xay. Dạ. Em cho vào trong này một ít bột năng. Bột năng. Rồi, Ngọc Hương giúp anh nè. Dạ. Bảo điều. Có phải là chính cái lớp bột năng này á, khi mà mình xào lên á, đầu tiên là giúp cho tôm nhanh chín, và thứ hai là giữ lại nước ngọt bên trong của tôm không đúng anh? Đúng rồi đó. Trong thời gian mà đợi tôm thấm á, rồi anh sẽ chuẩn bị một cái nồi nước để chúng ta trụng phần rau củ. Theo em thấy á, thói quen thông thường của những người nội trợ á, đặc biệt là em cũng vậy luôn á, thực hiện những món xào á, em bỏ rau củ tươi vô em xào luôn. Không biết là mình thêm một bước này có cái tác dụng gì không anh? Khi em xào sống tất cả các loại rau củ quả đó, thì như vậy thì cái thẩm thấu với gia vị nó sẽ bị cắt ngắn và nó sẽ không ngon. Dạ. Bây giờ em sẽ cho vào trong này một ít bột năng. Dạ. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho cái phần rau củ vào, và tiếp theo em cho cái phần cà rốt vào. Dạ. Bây giờ anh đang chuẩn bị để vớt cái phần rau củ ra nè. Chắc hẳn là quý vị khán giả vẫn còn nhớ, khi mà chúng ta luộc rau củ quả hay là trụng sơ cũng vậy, thì đều chuẩn bị sẵn sàng một tô nước đá lạnh để chúng ta ngâm ngay vào. Đầu tiên là để ngừng độ chín đúng không anh? Cái đến là rau củ của mình sẽ được rất là xanh tươi. Rồi trong thời gian này mình bỏ cái phần tôm viên này vào. Mình chỉ trần sơ tôm viên luôn hả anh? Dạ. Đây là cái phần bông cải mà anh đã để ráo nước nè để chuẩn bị chúng ta xào. Dạ. Thì trước tiên để em xào á, thì em phải chuẩn bị cho anh cái chảo. Cái chảo phải không? Đèn đèn đèn, có một cái chảo. Rồi, nổi lửa lên này đó. Rồi, đầu tiên em sẽ xào cái phần tôm này. Mình cho phần dầu ăn vào. Cho cái phần hành tím nè. Dạ. Và tỏi băm. Mình cho cái phần tôm này vào. Dạ. Anh sẽ đảo lên. Rồi mình sẽ cho một muỗng nước dừa vào, để cho cái món xào của mình tăng thêm độ ngọt. Và em lưu ý nhé, đối với những món xào thì em phải xào lửa lớn và thật nhanh tay đều đều. Rồi phần tôm mình vừa chín tới. Dạ. Thì em sẽ vớt riêng ra cho anh nè. Rồi sử dụng luôn cái chảo này để chúng ta xào những cái loại rau củ. Dạ. Cho anh một ít dầu ăn nữa nè. Rồi sau đó em cho cái phần bông cải vào. Bây giờ mình sẽ nêm vào trong này 1 muỗng rưỡi hạt nêm Asiagon. Dạ. 1 ít tiêu. Dạ. Và 1 ít đường. Sau đó mình cho vào khoảng 2 muỗng canh nước dừa. Dạ. Sau đó em cho phần tôm viên vào luôn. Rồi em cho phần hành tây vào. Và ớt.
Phần này nóng rồi thì em cho cái phần tôm. Rồi, em chuẩn bị cho anh một ít nước pha với bột năng nè. Dạ. Để mình làm sệt cái sốt xào mình lại. Cuối cùng mình cho cái phần hành lá sắc khúc vào. Rồi, mình sẽ cho ra. Bây giờ anh sẽ cho vào đây một ít hạt điều nè, rang. Anh sẽ bỏ lên trên. Và hạt điều nó sẽ làm cho món ăn của em nó sẽ tăng theo cái độ béo cho món ăn của mình đó. Dạ. Rồi, sau đó mình rắc một ít tiêu. Và món này nó còn thiếu một cái nữa là nước chấm. Dạ. Để ăn kèm thì món ăn này sẽ rất ngon hơn. Rồi, bây giờ anh sẽ gấp ra mời Ngọc Hương thử nè. Dạ. À, một miếng cà rốt nữa. À, cà rốt hình cánh bướm. Cảm ơn anh Nhân nha. Rất là giòn nha anh Nhân. Ừ. Bông cải giòn nhưng mà chín, chín là chín giòn luôn á. Tôm thì rất là ngọt. Tuyệt vời. Đừng quên đóng góp cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Một lần nữa xin chúc quý vị có một năm mới thật vui vẻ. Ngọc Hương và anh Nhân xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.